Đây mail đớt đây, những ai cần mail đớt nào comment chữ cần, comment chữ cần nào, em lên mã này luôn đầu tiên cho cả nhà mình. Cần không có giỏ hàng, không để em bảo là có cần hay không thôi, giỏ hàng thì chưa rồi, chắc chắn là chưa rồi. Đây mọi người, những ai cần mã này, mã này hot, cực kỳ hot luôn, cứ lên like mang áo này, bán áo này là sâu không đấy. Hôm nay không biết là bao nhiêu, có bao nhiêu ấy, 100 triệu. Đây này mọi người nghe này, đi máy bay về luôn đấy. Những ai cần comment cần đi. Ê, phải comment cần đi, ship máy bay các kiểu. Con áo này hiện tại là 450 áo, hôm nay 150 áo nhầm, sorry. 150 áo mọi người ơi. Thôi xong, rất là nhiều người comment cần thôi. Giá niêm yết của áo này là 450k, nhưng mà trong phiên live ngày hôm nay là chắc có voucher với gì nữa thì deal nó có bao nhiêu nào. Máy mà đây. Rồi 150 deal. Đây áo mêu đêu, áo này là gọi là cực kỳ VIP của Lôi Con. Ôm đầu như này là bị chú Linh đánh đấy, bị chú Linh đánh như này này đấy, đánh như này này là Lôi ôm đầu như này. Nếu mà đi học chiều nay đi chiều đi lấy này, ngồi xe nói gì, có hồ bơi ở đây, có hồ bơi đấy. Rồi, diễn viên chỉ diễn được một lần thôi, không thấy diễn lần hai lần nữa rồi. Đặt sau anh ơi, ok đợi một xíu nhá. Bây giờ là áo này là chỉ còn đúng 150 deal, 150 suất. Hả? Lôi làm cho các cô các chú xem kìa. Nói Đức Anh nhắn tin qua đi của chị kìa. Đây, để vào lan, vào đây xem là 150 suất, ok. 150 suất, giá hết hàng rồi à? Hết rồi không? Áo hết rồi à? Chưa lên mà. Chưa lên. Bao nhiêu tiền lên được anh ơi? Chưa lên mà. Rồi, bao nhiêu tiền đấy? Giá đâu được anh? 150 suất. Giá niêm yết là 400. Hết rồi á. Chưa lên, mọi người chờ một tí, chưa lên áo mà. Chưa lên. Rồi, 450k là giá niêm yết. Nay còn 300k. Ok. 150 áo nhá. 150. Thôi. Gì vậy? Nó nói cái kia kìa. Nó nói đi. Yeah. Rồi 5 4 3 2 1 ghim. Có 300k thôi và tương đương với là 150 suất đấy. Nhanh mọi người phải nhanh thì mình mới còn má này, nhanh mới còn, chứ còn mà chậm là phải đợi thêm một thời gian nữa. Hiện tại là chỉ có áo mình thấy là có đâu đó là 3-4 số là đang nhái hàng bán cho mọi người 99k đấy. Cái áo đúng thật như cái rẻ rách luôn, cái này phải làm đến cùng đấy, không biết là đấy chưa. Nhưng mà bán áo này nhái hàng rồi mọi người mua nhầm ấy thì mang tiếng bên mình áp voucher vào mọi người ơi. 300k thôi, 300k các chú không biết đấy, 300k thôi mọi người nhá. 345 á? Ô 345 à? Ờ, sao được anh bảo? Giá niêm yết là 450k nha mọi người. Sao được anh bảo 35 nhỉ? 345 mọi người ạ, à? Nhầm mọi người ạ, à? Sorry mọi người nhá, 345. 345. Được chưa? Rồi lên chưa? 345 mọi người nhá. Mọi người ấn vào cái phần này sẽ có sai. Đây mọi người xem like đúng không? Mọi người đang xem like như này đúng không? Mọi người ấn vào cái áo này nhá. Đấy, cái ghim giỏ hàng cái này. Đây tí là nó hiện đấy. Nó hiện này, ấn vào đây. Mọi người xem cái áo này nhá và vuốt xuống dưới này. Vuốt xuống dưới này. Đây, nó có cái bảng size này, S, M, L. Đặc biệt là áo này chỉ có 3 size thôi, S, M, L. Đấy.
Mọi người ấn vào đây để xem chiều cao cân nặng của mọi người và cũng như là size như thế nào nhá. 1m6 đổ xuống lấy cho mình size S, 1m73 đổ xuống lấy cho mình size M, trên 1m73 lấy cho mình size L nhá. Rồi, Lôi nói đi, nói gì? 47 áo. 47 áo cuối cùng đó. Đúng còn 47 áo đó mọi người, nhanh đi mọi người, cái này đúng thật là chỉ ra là hết thôi. Đấy, cái áo cực kỳ đẹp mà làm thì cực kỳ lâu. Đấy. 150 áo. Tại sao cái hàng này nhá, bọn em nhá, cứ ra là hết mà lại tại sao không làm số lượng lớn cực nhiều, đúng không ạ? Để bán cho nó kiếm tiền đúng không? Áo này hiếm lắm, gọi là phải cho mọi người săn sale chứ bây giờ bán tràn lan thì nó không ấy được rồi. Nhạc lên cho Lôi ha. Không hay nữa đấy. Áo làm lâu lắm, nhiều xưởng bây bà liên hệ bọn em bảo là áo này làm phân một, làm 2-3 ngày là có, nhưng mà thực chất là cái chất lượng nó không đảm bảo nên là em không đặt số lượng nhiều. 26 áo. 26 áo. 26 áo cuối cùng nha mọi người ơi. Đấy, mọi người biết lý do chưa? Hết size L chưa? Không phải là sản phẩm nào hot bán chảy là bọn em đều làm bừa cả. Bây giờ bao nhiêu xưởng liên hệ bọn em về mẫu áo này. Phải tại vì mẫu áo này đang hot mà, đúng không ạ? Mẫu áo này đang hot mà. Bao nhiêu xưởng liên hệ đấy, làm giá cực kỳ rẻ đấy, nhưng mà cái chất lượng áo ấy biết là đẹp rồi, nhưng mà cái chất lượng áo có giữ được lâu. 12 áo với là cái hình in này có bền không, 12 và áo. Mặc có mát không đấy, cái đó mới là quan trọng. Hết sao còn rồi, còn đúng S thôi, có đúng S thôi. S 1m6 nhá, 1m65 là ok. Cái này bật nhạc thế nào nhỉ? Phải dí cái này xuống này, bài cái này. Đây này, cái này là cổ điển rồi. Này, nhìn đây này. Đâu? Phải gì chú à? Rồi. Hiện đại nhà. Bìa cháy chưa? Bìa phải xoay như này á? Thấy bìa cháy chưa? Cái này từ xoay mà. Quay hỏng ấy. Hỏng thì ai đền đây? Lôi đền à? Hỏng bảo Lôi hợp làm hỏng. Lôi làm hỏng nhá. Có tôi. Nói thế thì họ không có đèn đâu, Lôi không có đèn. Thì tự nhiên đang nhạc đang lên ông linh trình một phát, không có nhạc nữa. Thôi xong. Đang rồi. Nhưng mà chín nó thì đầy bát này luôn đấy. Quá làm sao ấy? Xong rồi. Xong rồi. Ôi chết rồi. Ôi, cái này người ta gọi dấu vân tay không? Thật là vừa nghe thấy nhạc đó. Hay là cái này nâng lên thấp quá, xuống thấp quá. Ui, sao cái này rùng rối. Con Lê ơi. Mấy cái đồ ma đồ quỷ bằng mấy cái áo chứ mấy. Thôi, bỏ qua đi. Mọi người đừng cắt đoạn ấy nha. Mai đền, bật đền đấy. Không cái áo đâu, chả, vẫn để gì đâu. Ba cái áo là bằng cái này chứ mấy. Cái này triệu mấy chứ mấy, triệu mốt chứ. Ui, cái này đắt lắm, lúc này thì chín cái bảo là đồ cổ đắt lắm. Ủa thế à? Chắc là nó kẹt cái gì đó thôi, vấn đề gì đâu. Hết à? Hết rồi. Hết rồi. Để em cởi áo này ra luôn nha. Chú Linh đã tiền lắm rồi, chết rồi đang. Chú Linh không làm hỏng nhá. Hết voucher về giá là đâu hết rồi. Còn 8 áo cuối cùng rồi. Nhanh tay ấn vào nút. Đấy, còn 8 áo. 8 áo. Bật bluetooth kìa, cái này đơn giản mà. Cái này nha, có đĩa lúc này mà, đây này. Dạ. Kêu mà. Chắc là mình ấn nhầm cái gì đấy. Bật cho đi. Bấm lên nhìn cái loa cơ mày. Thôi, chắc là thôi, để đây cho người ta để thôi. Ê, dấu vân tay cho. Còn 4 size S rồi nhá. Còn 4 size S rồi ơi. 4 cái size S rồi. Hết rồi. Mọi người bảo tối đa cổ mà nó tự lên nhạc thì không. Chịt mình luôn đấy.
Ủa sao đấy nhờ, lúc này vừa mới lên nhà xong. Mình nguồn ở đâu nhá? Thôi. Thôi. Gì thế? Ok rồi. Đấy. Đâu về à? Đấy, từ rè mà thành tắt luôn. Từ chi mà xuống. Rồi rồi rồi, ok ok. Áo bây dính nhá. Lên cho mọi người ba màu đúng không? Bốn màu. Basic này, basic là rất là đẹp đấy. Cái là hôm qua đi khai trương, hôm nay đi khai trương ấy cũng mang basic ấy, nhiều người khen bảo là đó. Mang basic giản dị mà vẫn nhìn trang đấy, mọi người thấy chưa? Áo basic siêu đẹp. Siêu đẹp luôn. Hôm nay ai mà muốn mua áo nylon thì chờ một chút xíu nhá mọi người ơi. Ôi, đưa điện thoại cho chủ Linh. Áo như lôi mọi người này, đây, mọi người thấy chưa? Đây, mọi người thấy chưa? Basic này, sao? Da đĩa màu đen anh ơi, là sao? Thôi, cũng bỏ nó đâu. Bây giờ vẫn đang mở được nên là cứ để đấy thôi. Rồi, màu màu đen này, màu nâu, màu hồng và màu cam me là bốn màu nha mọi người. Basic, có dán cho mọi người 4 chiều luôn. Vải thì 95% là cotton, 5% là spider đấy, chất liệu cực kỳ tốt, khi giặt không dán này, và cũng như là không ấy đâu, không bay, không dán, không chù, giặt thoải mái, giặt ok chưa mọi người? Đà Lạt lành không á? Đà Lạt thì hiện tại bây giờ là cc thôi, chứ cũng không lành lắm đấy, nhưng mà đi ra ngoài trời là cũng ấy đấy, tại vì từ ở đâu rồi? Mình ở đâu về là đây nhỉ? Sài Gòn mà đến Đà Lạt đây là sốc nhiệt đấy, sốc nhiệt phải vào trong nhà ngay, không được đi ra ngoài trời, từ nóng mà thành lạnh dễ ốm lắm. Đây basic bao nhiêu tiền? 200 suất 300 suất 339k mà bây giờ còn 219k. Ui giời ơi, 200 suất nhá, nó rẻ các bạn ạ, 219k mà free ship. Khi mà người đi ra ngoài cửa hàng mua một con áo như thế này không giờ trên dưới 400 tiền mặt bằng các thứ nữa, nhưng mà bọn em bây giờ chỉ bán online thôi nên là không có hồng á, có hồng mà hồng nâu đen, đây đen em đang mang đây, còn nâu em đang cầm đây, và màu nữa đó là màu hồng và màu camel đấy, là tổng 4 màu, 5 size XS, M, L, XL đấy. À thế được rồi. Đây đây, 200 mấy người đang bỏ vào giỏ hàng đấy. Nhanh mọi người. Nhỏ đâu nhỉ? Nước nhỏ đâu nhỉ? Cái này là cái đều này. Cái đều này. Cái loa với là cái gì là nó nguyên ở đây. Cái đĩa này với là cái nhôm này là nó làm giả. Nó làm giả thôi. Nó làm giả như ở trong phim cái này có xoay đâu. Cái này này là loa với gì là nó Bluetooth thay hết mà. Nó dắt đĩa ở trong này. Nhìn là biết làm giả rồi. Nhìn. Đang để ngay thì thôi đừng bật nữa. Nhạc này là nhạc Trung Hoa. Nhạc Trung Hoa. Tại vì cái dàn này là hầu hết là bên Trung Hoa dùng khá là nhiều. Mọi người xem mấy cái phim mà
mất tiếng hả mọi người? Nó hiển tiếng Anh, nó hiển tiếng Anh. Dương ơi. Không, chỉ là tiếng Anh mà tiếng Anh nhắn tin lỗi là biết. Dương ơi. Linh. Nhạc á? Ơi. 30 suất cuối cùng với giá 219k đấy mọi người ơi. Đấy. Đây, mọi người mua cái áo này cả nam cả nữ đều về mang được. XS là dành cho nữ rồi. Đấy, khi sản phẩm anh bên em ấy về XS ấy là đều dành cho nữ. Tại vì XS là form nữ. Từ 55kg trở xuống là mọi người mua XS. Còn là nam, nếu mà từ 55 trở xuống thì mua S. Đấy, tại vì form nữ bọn em làm thiết kế khác. Nên là tất cả các anh nam ở dưới 55 cân thì mua S chứ không mua XS nha. Ok.